Triệu Thị Huệ Thư, 32 tuổi ở Vĩnh Long. Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thư 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Theo cáo trạng, tháng 1 năm 2019, Thư lên Facebook đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các lô đất ở khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và ở phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Thư dùng những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giả cầm cho chị Lê Thị Kim Ly, 28 tuổi ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để chiếm đoạt 720 triệu đồng quá trình điều tra công an xác định thư làm giả giấy tờ nhà đất qua nhiều đối tượng